Rưới nha mọi người, trời đang mưa. Hôm qua mình có dầm thì hôm nay mình đi kéo lưới rồi. Được hai con cá tầm na to, nãy mình đã quay rồi. Mình đang lên đằng kia. Tôi còn sống nha. Có biết không à? Có gì hết rồi nè, không biết không xí được không? Ừ. Gì ngớm mà. Mới xí mà. Cái gì chắc chắn không có tầm hoa đây. Xuân vàng được. Có còn gì không? Ừ. Ok. Không cái này để ăn thôi. Đừng cho bó lên cho nó không ấy. Thank you.
sao đây ăn tầm ăn mặc ghê á, tập hay là ăn cất luôn ăn cất luôn. Béo. Ờ này ngon á. Ăn này chắc chắn là ngon. Ăn trụ béo chắc chắn là ngon. Ờ cho nó cho luôn thấy hết con này nó phải dính. Cái bị nhà mới người này thấy đó, người đọc ăn rồi. Ai? Chị ăn cái gì? Người rửa rồi qua nha. Người rửa bỏ vào rồi qua nha. Ăn cái rửa chắc rồi á chị. Úp ăn không phải không? Ngay không? Cái này nửa nước đem mười lùm bút ăn chứ có quà đâu, tôi mua quà rồi mà. Nước thì chiều nữa, gì mà giờ nước không? Vậy các làm một quà đỡ mà nó bút ăn chứ, số ngày nó bút ăn chứ. Các quà mua với theo bữa nay, hôm qua có bữa nay không nếu. Nó nhỏ thì đi ăn rồi, cứ ăn nhiều luôn. Nhớ mua là tỏi. Cái nhiều quý vậy, đó là cái cây xanh. Cái đấy này, này, từ 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 một chung tới cũng hai ba hư tự nhiên xấu mà uống thuốc mà thầm thầm thấy cầm rồi lo trái ông đi thương tự nhiên ba có xấu không chịu không này ăn nhạt cái xấu anh tới dạy trong khi chịu vừa làm cái chịu gì nữa cái đồ mà thắng mỏng ăn rồi ông chưa cách rồi không ăn.